Đây là hình ảnh được ghi lại vào 22 giờ tối hôm qua tại công viên nước Hồ Tây. Trong khi chuyến du hành đến mặt trăng mới chỉ vừa bắt đầu thì cô gái trẻ này đã có biểu hiện sốc chất kích thích. Nạn nhân được đưa đến bệnh viện và tử vong ngay sau đó. Thống kê của cơ quan chức năng đến thời điểm hiện tại đã có 7 nạn nhân tử vong, 5 nạn nhân hôn mê sâu đang được tích cực điều trị tại Bệnh viện E và Bệnh viện Bạch Mai. Kết quả xét nghiệm cho thấy cả 12 nạn nhân này đều dương tính với chất ma túy. Công an thành phố đã tổ chức khám nghiệm hiện trường tại khu vực khuôn viên tổ chức đêm nhạc hội. Cơ quan điều tra phát hiện có bóng cười và một số tinh thể màu trắng, một số viên nén nghi là ma túy thì hiện nay đang giám định. Thống kê sơ bộ cho thấy, tại thời điểm diễn ra chương trình lễ hội âm nhạc Du hành tới mặt trăng tối qua, đã có hơn 5.000 người tới tham dự. Công ty Kết nối Á Châu, đơn vị tổ chức sự kiện này, đã được Sở Văn hóa Thông tin Hà Nội cấp phép biểu diễn, cũng như hoàn thành tất cả mọi thủ tục trước khi tổ chức. Khi được hỏi về trách nhiệm của chính quyền địa phương khi xảy ra sự việc này, lãnh đạo quận Tây Hồ cho rằng việc đảm bảo an ninh hoàn toàn thuộc về đơn vị tổ chức sự kiện. Trong công viên nước phải chịu toàn bộ trách nhiệm về trong hoạt động cũng như là tổ chức thực hiện cái đảm bảo an ninh theo cái hợp đồng của công viên nước đối với công ty Á Châu, và chúng tôi là cơ quan quản lý giám sát cái nội dung này. Dù cả chính quyền địa phương và Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đều cử cán bộ đến giám sát, tuy nhiên lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội cho rằng mọi hoạt động đều diễn ra đúng theo nội dung trong giấy phép. Việc không phát hiện ra người dân mang chất kích thích vào lễ hội để xảy ra thương vong là sự cố ngoài ý muốn. Xác định đây là sự việc nghiêm trọng, chưa từng xảy ra tại các sự kiện âm nhạc lớn tại Hà Nội, Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đã tạm dừng mọi thủ tục cấp phép cho các hoạt động tương tự. Chúng tôi tạm dừng cấp phép các cái loại hình này, kiểu như thế nào, tạm dừng đã. Và cái xem xét tới đây thì chúng tôi rút ra một kinh nghiệm là phải phối hợp thật chặt hơn nữa đối với các chương trình đại nhạc hội lớn với các cơ quan chức năng, đặc biệt là công an thành phố. Ngay trong chiều nay, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu các bệnh viện tập trung mọi nguồn lực để cứu chữa các bệnh nhân, giảm thiểu tối đa người bệnh tử vong. Từ đêm qua, cơ quan công an thành phố Hà Nội đã tiến hành phong tỏa hiện trường khu vực tổ chức sự kiện để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã chỉ đạo cơ quan công an căn cứ vào kết quả điều tra có thể tiến hành khởi tố vụ án hình sự để làm rõ trách nhiệm của các đơn vị cá nhân có liên quan, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.